chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ review cho mọi người một loại kem rất là đặc biệt, đó là kem dưỡng cổ đến từ thương hiệu Meditil Hàn Quốc, một cái thương hiệu rất là đình đám về các cái dòng kem chuyên sâu cho các cái vùng da nhạy cảm ấy. Nào, em mở ra cho các chị xem nhá. Đây, rất là đẹp. Mở ra xem có gì nào. Wow. Cái kem này nó có thành phần từ collagen và sợi peptam. Sợi peptam này được đăng ký sáng chế độc quyền của công ty Perian Pháp. Nó có những cái sợi này rất là đặc biệt nè. Bình thường ấy, các chị dưỡng da mặt rất là kỹ, da mình sẽ trở nên trắng sáng mịn màng và căng cơ. Nhưng mà cái vùng da lân cận chỉ cần chúng ta không chú ý một chút thôi là một thời gian dài nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bị lệch tông này, da sẽ bị nhăn này, chảy xệ này. Mà cái vùng da cổ này nó rất là nhạy cảm, cho nên là hãy quan tâm một chút. Em sẽ bắt đầu chị xem nhé. Này, rất là đặc biệt à, các chị nhìn thấy chưa, xoa đều lên lòng bàn tay này, nó bôi đều lên cổ này. Chị bôi đều này, xoa đều, massage, chúng ta massage rất là nhẹ nhàng thôi thì da này nó nhạy cảm lắm. Nhà. Mỗi ngày các chị chỉ cần bỏ 5 phút thôi là chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng thôi là các chị sẽ thấy hiệu quả một cách rõ rệt. Cái kem cổ này, cái thành phần của nó được chiết xuất từ những cái thành phần tự nhiên, nó sẽ cấp ẩm cho da rất là tốt. Thời gian kéo dài, thời gian tác dụng trên da là 24 giờ. Vì vậy là các chị sẽ luôn cảm thấy cổ mình rất là mềm mại. Rồi, xong rồi. Nếu có cơ hội thì các chị nên nhìn thử nhé, để xem mình thấy như thế nào.